hôm qua mình đã nói rồi gì, phong thủy nó là khí, nó là khí. Thế thì khi bản chất phong thủy nó là khí rồi, mà cái khí này ở các phương vị khác nhau, nó đã mặc định đấy là cái bếp, đấy là cái nhà vệ sinh rồi, thì hỏi rằng các anh chị có cái gì có thể hóa giải được không? Có cái gì mà chỉ vào bếp không phải là bếp, chỉ vào nhà vệ sinh không phải là nhà vệ sinh không ạ? Nó không thể có cái gì cả. Thế hỏi là treo cái nọ, treo cái kia nó giải quyết gì đâu? Bởi vì cái trường khí mình nếu như mình không đến cái gốc của nó là cái này thì rất dễ. Tôi bán cho các anh chị cái này về treo, bán cho anh chị cái kia về treo, thì các anh chị đều nghĩ rằng đấy là có thể hóa giải, nhưng không giải quyết được. Không giải quyết được. Chỉ có như thế này, bản chất nó là phong hồ thủy. Nếu phong nó không đúng thì thủy thì đặt cái tiểu cảnh nước vào thì được. Còn thủy nó không đúng thì phải bỏ ra thay bằng phong. Nó là hai mặt của âm dương mà. Thế thì cái bếp nó tạo ra khí thủy, chỗ đấy không được thì phải thay bằng phong. Thay bằng phong thì nghĩa là nó không được có khí thủy nữa. Thế mà cứ đặt bếp vào đấy mà nấu mà nó không có khí thủy nữa thì ông nào nấu được? Hay là cái nhà vệ sinh cũng thế. Cái nhà vệ sinh thì bản chất là phải tắm này, phải đi vệ sinh này, không những có thủy mà còn có uế, khí uế. Thế vậy thì đặt cái gì vào đó để nó không có khí thủy, khí uế mà vẫn sử dụng được nhà vệ sinh? Tôi cũng nghĩ nát đầu chứ để tìm ra cái đó, nhưng mà không tìm ra được. Đấy, thế thì bản chất là cái này mới là phong thủy này. Thế nên là rất dễ là khi mà chúng ta gặp được tình trạng là gì? Là bán đổ. Hay là gì? Lúc đấy câu chuyện đường đâm vào ấy, rất dễ nhiều người là này, treo cái gương bát quái này, treo cái chuông gió này, treo cái đỏ cái kia vào để chắn cái đường nó đâm vào. Ông không hiểu là cái bản chất đường đâm vào là cái gì thì làm sao ông xử lý được. Bản chất đường đâm vào nó tạo ra cái luồng khí nó từng trực nó chạy vào nhà. Thế thì ông treo cái chuông gió hay là ông treo cái gương bát quái, nó có chắn được cái đường khí không? Vậy thì không thì ông cũng thể nghĩ được phong thủy. Bản chất phong thủy là khí thì làm phong thủy là tác động vào khí. Đấy, phải đến mức độ như thế này. Tại sao cái anh vừa rồi anh ấy phải chỗ cửa? Bởi vì nếu anh không chỗ cửa thì nhà anh mới bị bệnh. Phải ruột nó phải thông. Thì nghĩa là tôi đang gì? Tác động vào khí. Tôi đang tác động vào để điều chỉnh khí ở trong nhà anh ấy. Chứ không, tôi không sung sướng gì đập cái cửa nhà anh ra. Nhưng nếu không đập cái cửa ra thì có cái miệng bịt vào như thế này thì làm thế nào được? Hay là cái nhà của chị kia vừa rồi cũng thế, là có mỗi cái bịt cái ngã ba ấy rất là vượng, ngã ba đấy rất cực kỳ nổi danh, thì làm cái cửa kính truyền lực ấy thường xưa nó đóng thì bịt cái miệng nó vào thì bảo là gì, hé nó ra. Đôi khi phong thủy là thế. Thế còn cái nhà mà của cái anh ở trong Hà Tĩnh ấy thì nó bị như thế này, thì bản chất là khi chia cung nó ra, khi chia cung nó ra thì nó mất mấy cung, anh chị dùng chung chưa, nó khuyết, nghĩa là nó bị mất khí. Mất khí thì làm sao mà mất ở phía sau thì nhân đinh nó tản mát đi hết là phải, mà may cho bác là nhân đinh đi, con cái đi chỗ khác, lập nghiệp chỗ khác, chẳng đứa nào nó ở nhà. Chứ nếu ở nhà thì không ốm đau bệnh tật tôi đi luôn. Thế nên là bao giờ một nỗi phong thủy nó xảy ra hai xu hướng, một là gì, nhân đinh nó không chịu được, nó sẽ bục ra khỏi nhà. Hai là cứ ở nhà và đi. Bao giờ nó cũng có hai xu hướng như thế. Thế còn nhà mình ấy thì cái bếp ở Tây Bắc này này thì nó nằm ở phía trước, nên nó liên quan cực nhiều đến công việc đầu vào, đến vị trí của chủ nam. Nên xong bắt đầu là cái dấu hiệu là cái bắc, cái bếp nó lại nhìn vào cái cửa nhà vệ sinh. À, ngày 23 tháng chạp cúng ai, cái này là vấn đề là tâm linh nhé. Cúng ai cúng táo, táo ngồi đâu, táo ngồi bếp. Thế mà để táo nhìn vào cửa nhà vệ sinh à? À. Thế nên là đây là điều cực kỳ kiêng kỵ nhé. Kể cả đặt đúng cũng không được đặt nhìn vào nhà vệ sinh. Thế nên là chắc chắn là phải tính chuyển đến bếp là bắc này. Đấy. Và trên này có một cái cửa thông thì làm thế nào đó nó phải thông lên. Có thể chấp nhận bỏ một cái nhà vệ sinh đi. Và chấp nhận điều chỉnh đi. Là lấy cái đại cuộc à?
được cái đại cuộc cả. Thế nên là các chị đừng hy vọng nhé, đừng hy vọng. Nếu mà tôi mà với cái hệ thống Đại Nam, các chị biết rằng rồi, cứ mỗi khóa học 200 người mà từ mấy năm nay tôi đào tạo rồi thì không biết bao nhiêu mấy bạn người rồi, mà nguyên mà nghĩ chuyện là bán ra cái gì chấn thôi thì bán được nhiều lắm rồi. Thế nhưng không có được cái đấy, nên là cái đấy không thể thể nào nghĩ ra được. Đấy, mà các chị biết là cái khí này này nó không hẳn là với dương trạch đâu, mà kể cả với âm trạch cũng phải tính đến khí. Táng giả thừa sinh khí mà, như tôi nói, sống thì phải ở nơi có khí mà chết ở nơi có khí. Thế nên là cái câu chuyện là bộ ngày xưa người ta có câu chuyện gì nhỉ, 35 tầm long 15 điểm huyệt, nghĩa gì? 35 tìm thấy một con long này thì tại sao cái con long này là có giá trị? Bởi vì bản chất là dược bao giờ nó cũng có một cái mạch khí nó chạy ở dưới lòng đất, nó gọi khí đan điền. Và những cái chỗ nào mà khí nó phát lên đấy, khí đan điền này bản chất nó nóng, nó là nhiệt mạch. Bởi vì lõi trái đất nó nóng mà, nó trái đất nó nóng mà, nó đâu là 6.000 độ C hay hơn 4.000 độ C ấy. Đấy, nên khi mà nó phát lên thì nó tạo bằng các mạch khí. Nên các mạch khí này nó di chuyển, và các mạch khí di chuyển thì khi nó phát ra thì nơi nào nóng, khi nóng đi qua thì đất nó nở ra, nó đùn ra, hay người ta gọi là nhiệt mạch ấy, nó nở ra thì nơi đó nổi lên núi. Chứ không có câu chuyện là thần hoa bá trợ quẳng một cái tự nhiên thành núi thành sông, không có chuyện đó nhé. Đấy, nó có đây là nó cơ sở khoa học nhé. Thế thế nên là khi mà nó di chuyển như thế này thì nó sẽ tạo ra những mạch khí như thế này, và nơi nào mà núi rừng thì khí nó rừng nó phát ra. Đấy, và người ta thường chọn những điểm khí phát ở cái chân này này để làm nơi đặt huyệt mộ ở đó, để nó đón cái đường khí này. Thế nên là từ xưa đến nay khi làm mộ ấy là người ta chỉ xây xung quanh thôi, chứ người ta không bao giờ xây cái dưới, xây cái đáy, không bao giờ đổ bê tông đáy. Để làm gì? Bình thường là phải đổ để làm gì? Để chắn cái đúa, để bảo vệ cái cốt chứ. Nhưng người ta mở nó ra để người ta đón cái đường khí này, nó vào cái quách tiểu nó ở trong này này, đón nó vào đây này, và phần thiên người ta mở nó ra để làm gì? Bởi vì để cho khí nó ra thì nó khí nó mới đi qua được cái tiểu, bởi vì nó có ra được thì nó mới vào được mà, đúng không ạ? Ngáp thì bè cái tay nó xuống mà. Thế thì mới thấy rằng là à, vậy thì cái vấn đề là đặt mộ này nó phải là thông thiên và thông địa. Thì đầu tiên ta hiểu là thông thiên thông địa làm gì để đón được cái đường khí này. Thế sau đó thì mới vấn đề là chỗ là, thế vậy thì đặt mộ này thì lấy hướng theo tuổi hay theo cái gì? Và nhớ rằng là gì, cứ mỗi một cái con núi nó chạy này, con long nó chạy này, thì bao giờ cũng có sông xung quanh, sông xung quanh. Đấy, bởi vì phải có sông thì nước ở đây mưa nó đổ xuống thì nó mới có dòng để nó chảy chứ. Núi là chồng mà sông là vợ mà, nên đôi khi nhìn vào sông thì ra núi, nhìn vào sông thì ra thế đất, mà nước nó chảy như thế này thì nước nó dốc như thế này mà. Đấy, và cứ núi với sông này nó hợp thành gọi là một cuộc, trong phong thủy nó gọi là một cuộc đất. Và cái việc làm mộ này dựa vào đâu? Người ta gọi là ỷ thủy lập cuộc, nghĩa là dựa vào cái đường nước thoát này. Thì dựa 12 cung trường sinh, trong đó nước thoát đi bao giờ cũng là mộ tuyền thai thì là tốt, là tốt. Thế nên là nhiều lúc mà đi xem ấy, thì như cách đây khoảng độ tầm 4 hôm tôi có về Bắc Giang ấy, thì tôi nói luôn là cái mộ này chỉ phát cho chủ trưởng nam chứ không phát cho thứ nam. Thì bắt đầu là lúc sau là ông con trai bảo là thầy sang bên cạnh xem cho em cái mộ của em trai em. Mình không biết, mình vô tư luôn. Thì nó là như thế, thì nó sẽ định cuộc cái xu hướng phát triển của dòng họ như thế. Thế còn bây giờ nhiều người lại lý luận là vậy thì thầy như thầy nói thì ở miền núi nó có khí, thế còn em ở đồng bằng thì lấy đâu ra khí? Em ở đồng bằng này thì lấy đâu khí?
thì đặt bộ như thế nào? Thì thưa các anh chị rằng là bản chất là khi ta nhìn vào một cái dòng lưu thủy thì bao giờ nước cũng chảy từ cao xuống thấp mà, thì ta sẽ thấy được là cái bình địa nó đang dốc về hướng nào, thì cái mạch khí nó đi theo như thế. Đó. Thì lúc đó ta nhìn vào dòng lưu thủy, ta biết được cái bình địa đi như nào để ta đón mạch khí. Đấy. Thì cái cách làm mộ nó làm như thế thì nó cũng dựa vào khí để nó làm, chứ không phải là thích thì làm, không thích thì thôi, không phải là dựa vào đâu vào cả. Vậy thì rõ ràng tất cả nó là cái này, nó là khí, làm mộ cũng là khí mà ở cũng vẫn là khí, thì phải hiểu cái gốc của phong thủy nó nằm ở chỗ đó, thì khi đi xử lý ta mới xử lý được. Đấy. Thế nên là nhiều người thắc mắc bảo có mộ, có thầy thì yêu cầu phải chấn cái nọ, yểm cái nọ trong kia trong mộ, có người thì phải làm cái này cái kia. Thế thì chi thầy, ý kiến của thầy như nào? Cái này khí nó là số 1. Còn giải đá thạch anh và tạo cho là gì? Làm cho cái trường năng lượng ở mộ nó tốt lên. Thế thì bây giờ mới hỏi tiếp là thầy ơi, thế thì đặt mộ như thế thì tại sao nó lại có tác động với người sống? Thì bây giờ thưa các anh chị rằng là giữa cái bộ xương ngồi đây, nằm đây với cái người đang sống ấy, nhưng nó phải cùng huyết thống, thì nó có chung một cái hệ bảng hay mã chung là ADN gen di truyền ấy. Thế thì có phải rằng là hai cái điện thoại mà gọi cho nhau thì khi ta bấm số để ta tìm cái tần số nó trùng nhau để là kết nối với nhau, đúng không? Hai cái này nó có dây dẫn vào nhau không? Không, đúng không? Thì giữa người cùng huyết thống ấy, thì cái bộ ADN này nó giống nhau. Nên khi hay hình dung ra, hình dung là nó thông từ đây sang ống sống, nó hai thằng nó thông nhau. Nên khi mà cái bộ xương này nó được hấp thụ cái khí tốt, nó đúng, thì nó cũng tác động ngược lên cái qua một cái hệ thống bộ ADN này, người sống nó cũng có cái sự tác động đúng, nên nó ảnh hưởng. Đấy. Thế lại bắt đầu lại hỏi là thầy ơi, vậy thì cái nhà thờ nó có tác dụng gì với người sống và người mất? Thế thì có phải là ý sinh khí không? Nếu ông nào mà dùng thức tầm long hay dùng quan nắc thì có phải là ông nghĩ nó quay trái thì nó sẽ quay trái, mà ông nghĩ nó quay phải nó sẽ quay phải không? Nên là nhiều người dùng mà không đưa tâm mình về không ấy thì sẽ bị lẫn đi trường hợp đó. Thế thì bản chất người sống và người mất thì đều nghĩ chung về cái trạm này. Thì tôi lấy ví dụ đây, đó là trạm PTS. Nếu cái PTS nó tốt thì sóng nó phát về đây tốt, nó truyền tốt, dữ liệu tốt. Bàn thờ cũng như vậy. Thì đấy là cái nguyên lý của nó. Nên khi mà làm một ngôi mộ thì phải đọc ra ngôi mộ này tốt như thế nào, xấu như thế nào, xu hướng phát triển của cái dòng họ như thế nào. Thì cái mộ nó xác định cái xu hướng của dòng họ đấy phát triển như thế nào. Nó rất rõ ràng. Không sai. Có những dòng họ thì cứ có đời trưởng là không được. Có dòng họ cứ đời thứ là không được. Thì bản chất là phong thủy nó khí. Nên kể cả dương chặt hay âm chặt thì đều phải vận dụng khí để ta làm. Không vận dụng vào khí không làm được. Nên là đừng nghĩ phong thủy nó là một cái gì đó, nó không phải là con cóc, không phải là tỷ hưu, nó không phải là cái gương bắt quái, mà nó là khí. Và làm phong thủy là phải vận dụng cái này. Thì đấy mới là cái gốc. Và từ ngày hôm qua đến hôm nay, chữa cái gì cũng dựa vào cái này. Có phải hỏi tuổi đâu, có phải hỏi ở đâu đâu, cần gì biết, dựa vào mỗi cái này mà. Đấy. Thì cái nguyên lý của nó là như vậy nhá. Thế nên là không cần phải nghĩ rằng là mà mình sẽ làm cái gì. Nhưng có một cái mà cái chấn niệm cực tốt ở cái nhà vệ sinh của chị trong lúc trước mắt nha, đây không phải là lâu dài mà trong lúc trước mắt, để làm gì? Thì Đại Nam mới phát hiện ra có một cái thiết bị chấn niệm 500K mang tên quạt gió. Quạt lắp ở nhà vệ sinh nhé. Bản chất là cái khí thủy nó tụ ở đấy càng lâu thì nó càng xấu, đúng không? Thế thì khi ta lắp cái quạt gió vào đó thì cái nơi đó nó khô và nó không tạo cái khí thủy xấu.
thì bật liên tục cho tôi ở cái nhà vệ sinh đông bắc của anh chị ấy. Bật liên tục thôi. Thế lúc mà thầy ơi, thầy nghĩ ra cái đồ thí nghiệm mà nó ác thế. Nhưng cái này có xử lý được triệt để không? Không. Bởi vì trong lúc ta sử dụng nó vẫn tạo ra khí thủy. Thế nhưng mà nó chỉ giải quyết vấn đề là nó sẽ giải quyết là cho khí thủy nó đi nhanh. Đấy. Thì phải hiểu đến cái gốc của nó là khi thầy xui em bật quạt gió thì nó đỡ đi nhưng nó không giải quyết được hết vấn đề. Thì cũng thông cảm cho thầy vì cái này nó chỉ giải quyết là cho nó khô nhanh thôi. Thì hiểu vấn đề, tại sao các anh chị nó hiểu vấn đề là thì các anh chị sẽ biết rồi. Đấy. Thì đây là phương án tạm thời, còn cách tốt nhất phải bỏ nó đi. Đấy, thế nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Thưa thầy, cho em hỏi một câu nha. Vâng, anh nói đi. Thầy ơi, thầy là lập cuộc mộ là theo tọa hay là theo hướng ạ? Lập cuộc mộ thì theo tọa. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Ừ. Vì bản chất gốc của nó là tọa hay hướng thì nó cũng đến một cái số đo độ nào đó thôi. Nhưng mà thường là người ta tính theo tọa. Đấy, trong những có trường hợp thì người ta quen dùng theo hướng. Bởi vì quan trọng là cái cách tính cuộc đất của người ta. Mỗi người có một cách tính cuộc là khác. Nhưng mà bác áp dụng kiến thức gì cũng được. Nhưng bác khi bác đo ngộ nhà người ta thì bác phải đọc ra cái nguyên lý, cái cơ chế hay là cái xu hướng dòng họ đó là như thế nào. Bác phải nói thẳng. Đấy, giống như em làm nhà này, em cũng phải nói thẳng. Đấy, đôi khi nó thô một tí nhưng thôi các bác thông cảm cho em. Thế nhưng mà bởi vì là nguyên tắc nghề rồi. Đấy, thì bao giờ bác áp dụng mà thấy nó đúng thì với thực tế thì bác mang kiến thức ra dùng. Còn nó không đúng với thực tế thì bác nghiên cứu tiếp. Đấy. Vâng. Tiếp theo xin mời bác này ngại quá không dám gọi này. Bác họ Trần cơ. Trần Trọng Phú. Sợ bác Phú Trọng. Thế mày ông Trần Trọng Phú. Vâng, thầy xem cho con cái. Vâng. Anh ơi, bây giờ như thế này, anh và mọi người phải nhớ rằng là em cũng là sinh hoạt, người sinh hoạt bình thường, em làm công việc khoa học. Mặc dù em là phó viện trưởng viện nghiên cứu tiềm năng con người, nhưng mà trên cơ sở khoa học. Nên là thôi, anh hơn tuổi thì anh cứ xưng anh, em. Còn nếu mà anh học chuyên sâu thì anh xưng thầy. Nhá. Yeah. Rồi, anh gửi nhà lên đi ạ. Rồi, nhà đấy ạ. Bây giờ sao lại như thế này? Hình thú này. Đâu, cái nào đây? Đây, Trần Hồng Phú. Rồi. Yeah, cái khu đất là 1:22, 1:40 đấy thầy. Vâng, vâng. Trong nó, nếu tính nóc nhà là có 1, 2, 3, 4, 5 nóc ấy. Rồi. Hướng là đông bắc 65 độ, bán hàng. Đấy là bán hàng, là sau đó là... Nhưng mà cái phòng đấy là cái phòng tầng bằng mặt đê. Và còn một tầng hầm xuống dưới mặt đê, xong ở bên cạnh đấy là có cái dốc để đi xuống gì? Xuống nhà dưới. Tức là cái nóc của cái nhà mà hình chữ L đấy là bằng luôn cái sàn của cái tầng 1 ở ngoài bán hàng. Vâng. Cái mái bằng của cái nhà đấy là bằng luôn cái sàn 1 của bờ đê. Cái đường trên mặt đê ấy thì anh thấy gió nó vào. Vâng, gió nó vào trên mặt đê nhiều không ạ? Gió mặt đê thì hướng đông bắc thì gió nhiều rồi. Gió nhiều, gió vào nhiều rồi. Cái phương tiện đi lại trên mặt đê có nhiều không ạ? Phương tiện thì là đường tỉnh lộ 515 đấy. À, thế thì nhiều. À, có cái ngã ba rồi đấy thầy. Vâng, biết rồi, ngã ba ở bên bắc ạ. À? Trên bên nhà nó có một cái đường vòng đấy, xong rồi có một cái ngã ba, một đường, cái đường ở bên phía trên cùng là bờ đê. Sau đó là có một cái ngã ba, có một cái vùng binh ngã ba đấy. Ai ngủ ở trên chỗ bán hàng và ai ngủ ở dưới ạ? Cái nhà phòng dưới mà có phòng thờ đó là ông bà ngủ. Còn cái phòng ở trên bán hàng đấy thì chỉ có các con, khi nào các con về thì các con ngủ thôi. Chứ hai ông bà ở đây thôi. Thế còn ai bán hàng đấy ạ? Ông bà bán hàng ạ?
Nếu như mà cái phòng ngủ ở trên chỗ bán hàng ấy là con sinh năm con là con về con ngủ ở đấy, nếu như về là ngủ đấy, còn ở dưới tầng hầm là có em trai ngủ ở dưới đấy. Vâng, còn ông bà thì sẽ ngủ ở gần nhà thờ, bán hàng xong về nhà thờ ngủ. Vâng, cái phòng ngủ ở dưới đấy là dưới chỗ cái nhà hình chữ L đấy, còn phía trước là cái sân là có lợp một mái tôn. Vâng. Bởi vì như thế này này, làm một nơi, ăn nghỉ một nơi, thì đầu tiên là ta biết chắc chắn là nó, những cái nhà trường hợp như này thì chắc chắn nó sẽ không ổn định, bởi vì cả hai cái nó đều không đạt thì chắc chắn nó không ổn định. Bán hàng thì đông khách, không có gì cả, nhưng vấn đề là tiền không có thì nó cũng dung giữ được, thì nó cũng chả giải quyết gì, vất vả thêm thôi. Mà cái thứ hai là kể cả hai ông bà cùng bán, hay là một mình ông bán hay một mình bà bán, ông làm nghề sửa xe sửa ấy thôi, ông bà bán phụ tùng, cả hai ông bà đấy. Vâng, thế thì vấn đề nó nằm ở chỗ là như thế này này, như em nói đấy, bởi vì cái hướng đông bắc nó đương vượng mà, cái gì nó phải có cơ sở nó nhé. Đông bắc nó vượng thì dẫn đến cái việc là bán hàng tốt, thế nhưng mà khi ông bà ở ấy, và cái thế đất nó bị trũng ở phía sau là có cái ao đó thầy. Đấy, trũng sau dốc ao, dốc sau. Thế thì cái thế đất mà nó đã trôi như thế thì cái đương nhiên là nhân đinh nó cứ tản mát đi là cái việc chắc chắn rồi. Như cái trường hợp như thế này nha các bác nhé, kết luận là cứ phía sau nó thấp này, trũng này, bé này, nhỏ này, đấy, thì là nhân đinh tản mát, kết luận là việc đó không thể trốn được nhé. Nếu mà nó tản mát mà anh em đi làm xa thì là càng tốt, ở xa càng tốt, nhưng mà cứ ở lại thì là có vấn đề. Với thứ hai nữa là vấn đề tiền bạc ấy, làm nhưng mà không tích được, làm không tích được, bởi vì phía sau nó trũng mà, nên không tích được đâu. Đấy. Đấy. Cái tiếp theo là cái phòng ngủ ở dưới, bởi vì là một nửa trên một nửa dưới, thì cái phần ở dưới đó thế nào, nó bị khuyết rồi. Nó bị khuyết là khuyết phương vị phía đông và đông nam. Phía đông là trưởng nam, mà đông nam là trưởng nữ. Nên con gái, trai con gái nó không về ở cái nhà đấy là phải rồi. Thế thì xử lý như nào? Thì theo em là bởi vì nó liên quan đến bờ đê nó thấp nó cao thì không có cái phương án nào, nhưng mà về cơ bản là phải quy hoạch lại. Quy hoạch lại. Quy hoạch lại toàn bộ khu này. Ở xây xử lý cái chỗ nhà ở phòng ngủ ấy, phòng thờ đấy, với cái bếp ấy, nó gọn vào. Nó đừng có nhiều chỗ quá như thế này. Ví dụ cái bếp đặt tới kia, ông bà có đông khách thì đông mấy, đông có tiền mấy có, nhưng không bao giờ nổi danh vì phương nam nó bị hỏng mà. Nên không được. Cộng với cả đông nó bị khuyết nữa. Nên là về lâu dài là phải sửa lại tổng thể. Thì cái phần trên để nguyên bán hàng, phần dưới nguyên ở thì là hai khối. Thì cái khối bán hàng thì rất dễ thôi. Khối bán hàng chỉ điều chỉnh cái chỗ nhà vệ sinh một chút để làm sao nó không xảy ra xích mích với khách hàng là được. Vì nhà vệ sinh nó đang một tây thì điều chỉnh một chút để nó không xích mích với khách hàng là được. Còn cái chỗ mà phòng nhà thờ đấy thì bù lại cái phần khuyết đi. Bù lại phần khuyết sau đó thì mình mới có phương án mình tính nó làm như thế nào được. Và cái nhà kho ở góc ấy thì nên bỏ đi. Cái kho không giải quyết gì cả. Mà để quanh nhà ở góc đấy không tốt. Vâng, anh nhé. Bây giờ là cái nhà bán hàng đây đang chuyển toàn bộ ăn uống bếp núc là cái chỗ cái góc mà phía trong của sát nhà vệ sinh ấy, là đang để đấy cho ông bà ăn uống nấu nướng ở trên đấy cả. Vâng. Thế thì bây giờ chuyển hết ông bà lên đấy ngủ có được không? Vừa bán hàng vừa ăn ở trên đấy luôn. Cái này thì khi mà xử lý cái chỗ này ấy, thì chắc chắn là em sẽ đề xuất để làm sao mà xử lý cái trũng ở phía sau mới là cái quan trọng. Anh hình dung chưa? Nó bị trũng ở phía sau đấy. Trũng phía sau đúng rồi. Đấy, thì đấy mới là cái gốc của vấn đề. Bởi vì hình phải xử lý trước mà khí xử lý sau. Thì cái này thì phải thực tế rồi. Không thể có cách nào khác, mặt bằng nó bằng thì dễ. Nhưng cái này thì phải thực tế rồi. Nghĩa là làm sao mà để cho nó hết trũng. Thì là đây là một vấn đề cần phải tính. Có thể cạp thêm để xây tường lên, hoặc có thể xây be vào xong đổ đất xong để là một cái khoảng đất trống ở phía sau. Thì đây là mình phải tìm ra giải pháp cho nó. Đấy là cái quan trọng. Thế còn cái nhà ở dưới thì phải, nếu mà ở dưới thì phải bù khuyết. Bởi vì hình đi trước, khí đi sau.
hình nó như gạo để nấu cơm ấy, còn khí là nó cho biết bao giờ cơm chín. Thế nếu như mà cái gạo mà mình không xử lý mà mình cứ đem nấu ấy thì có vần đến kiểu gì thì kiểu nó cũng không ăn được. Nhưng mà gạo nó đã ngon rồi, nó đúng hình rồi, thì có nấu quá tay nó nhão một tí thì vẫn còn ăn được. Anh hiểu chưa? Vâng. Thế nên là phải hình trước, mà hình thì phải thực tế rồi anh nhé. Cái nhà khuyết thì có lợp một cái mái tôn nữa thì có được chưa thầy? Một mái tôn chưa đủ ạ, bởi vì bản chất là ba mặt kín thì mới được coi là nhà. Vâng. Ba mặt kín thì mới coi là nhà nhé. Vâng thầy, nói chung là cứ tích góp ngầm một làm một thứ một tí cho nên là vâng, có được vâng. Vậy chào anh nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ các bác lại khó em quá nhỉ, bây giờ lại vào học cho xong. Rồi tiếp theo xin mời anh Trương Hoàng ạ. Vâng, anh gửi lên giúp ạ. Anh gửi nhà mình lên giúp ạ. Vâng, Trương Hoàng đây rồi. Là hướng 160 độ nam. Đúng rồi thầy ạ. Bên cạnh bên phải có một cái đường 2 mét. Nhà vệ sinh thì vào tây. Nhà vệ sinh vào tây và tây bắc. Sổ xong. Phía sau là đất trống. Cái chỗ đất trống nhà ông này có bị trũng không anh? Không, nhà bên bình thường anh ạ. Thấy đây. Phía sau đúng tấm nhà phía sau thì đang có đất trồng. Còn phía ngoài đất trồng đó là còn nhà ông một phía sau có khu đất 6 mét là nhà ông. Vâng. Ở đây phòng khách kê như thế này, giường ngủ kê như thế này. Cái phòng ngủ cuối thì tốt rồi. À, đây là tầng 2 đấy ơi. Tầng 2 hả? Dạ. Tầng 2 cũng bắt công. À, đây tầng 1. Đây, 157, 8. À, cái tầng 1 ai ngủ ở dưới anh? Của em vợ chồng ạ. À. Vợ chồng một bên hướng đông là vợ chồng, và bên bên hướng tây là cho bù ạ. À. Có hai phòng ngủ ở phía sau đúng không? Dạ đúng. Bếp rồi. Bếp anh đặt ở chỗ nào đấy? Bếp có đặt ở chỗ phía trước nhà vệ sinh, đồ ngay nhà vệ sinh luôn, phía trước đó. Bếp ba đã quên, bếp ta đã trúng đêm gửi lại hình như em gửi sai hình rồi. Có một sinh cảm. Đây này. Ở đó là sinh cảm gửi sai hình tiếp thôi. Lại sai tiếp. Bình tĩnh, anh bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Dạ, dạ. À, đúng rồi ạ. Đúng rồi, hay hình này ạ. Đây rồi, bếp vào trung cung rồi. À. Ốm đau. Ốm đau là này. Dạ. Cãi nhau. Dạ. Vẫn dạ. Nhà này thì em đang giữ tạm thời dừng thi công để chuẩn bị đăng cài tổ lại thầy ạ. À. Giữ đăng cài tổ như thế này mà không biết có vấn đề chứ không nhớ thầy. Thì đấy em đọc đấy. Dạ. Ốm đau. Dạ. Cãi nhau. Dạ bây giờ đang cài tổ thì có phương án gì cho thầy giúp em thì được không? Anh đổi cái sảnh sang bên phải. Lật cái cầu thang ra bên trái. Lật cầu thang ra bên trái à? Vâng. Lật cái bếp sang bên đối diện. Yeah. Cái bếp dựa vào tường. Yeah. À, xử lý cái nhà vệ sinh ở đấy tây bắc không được đâu anh. Yeah. Nhà vệ sinh đang ở tây bắc không được đâu. Được rồi. Xong lên tầng 2 bắt đầu là cũng thế, lật hết cái cụm bên kia sang. Lật
là giữ với cầu thang thì làm xong rồi giờ hơi vất vả, là giữ lật hơi phức tạp. Thì thế thì bây giờ anh bảo em phải làm thế nào? Em biết có phương án, thầy có phương án nào khác nữa không? Em phải nghĩ bây giờ ngay lúc này mà nghĩ. Anh thiết kế một cái nhà, anh mất vẽ một xí ý tưởng mất bao nhiêu lâu ở trong lúc vừa này. Vì là nếu mà trong trường hợp mà khảo sát xung quanh mà nó thuận lợi thì có thể là nếu mà giữ nguyên như thế này thì phải đặt nước rất nhiều ở phía trước bên tay trái. Bên tay trái thì mới xử lý được cái cửa. Cái thứ hai là bếp vẫn phải lộn sang bên kia, những cái nhà vệ sinh ấy. Vệ tinh trục nhà vệ sinh thì chắc chắn không đặt đấy được rồi, phải thoát ra rồi. Nhá, thì không ai đặt vệ sinh tây bắc cả anh nhé. Cái bếp không bao giờ được đặt vào trung cung. Trung cung là như thế nào? Chia chiều rộng làm 3, chiều dài làm 3, thì cái ô ở giữa là gọi là trung cung. Đặt ở đấy nó sẽ rất dễ bị ốm đau bệnh tật nhé. Vâng, nhá anh Trương Hoàng nhá. Cảm ơn thầy. Vâng, tiếp theo người tiếp theo. Chúng ta phải tích cực, không tích cực là không được. Rồi. Xin mời anh Nguyễn Bá Chi. Dạ, em chào thầy ạ. Rồi, anh nói đi, anh gửi hình lên đi. Dạ, dạ để em chia sẻ hình lên. Đấy, em vừa vẽ bằng tay thầy ơi. Rất nhanh, vẽ bằng tay. Hướng là phía trước là tây bắc hay là tây bắc vào nhà? Tây bắc, nhà em là ghé tây bắc vậy. Hướng tây bắc chứ. Vâng. Hướng tây bắc cổng là phòng khách. Bắc tây bắc bao nhiêu độ anh? Cái này em cũng không rõ là bao nhiêu độ. Bây giờ như thế này, anh chị thông cảm nhé. Bây giờ khi mà mình ví dụ một cái hình như thế này nhé. Đây là hai nhà hướng tây bắc. Thế thì tây bắc nó có thể ăn như thế này. Đây cùng tây bắc ăn như thế này, cũng được coi là tây bắc. Cái hai nhà này nó cũng được coi là tây bắc, nhưng mà nó lại ăn như thế này. Tây bắc, anh nhìn dung chưa? Thì bản thân tây bắc nó ăn như thế này thì nó sẽ kéo theo những thằng này, ví dụ nam nó ở đây, nhưng thằng này nam nó lên tận đây đấy, thì nghĩa là nó sẽ làm cho tất cả trật tự nó thay đổi hết, thì ta sẽ không có phương án cho nó. Nhưng mà nếu nhà này hướng tây bắc thì nó cũng không vấn đề gì gây gớm lắm đâu. Đấy, chỉ mà vì là mình cũng không biết là nó cụ thể như thế nào. Thế nhưng mà anh cũng rất nhiệt tình vẽ, và mình cũng rất nhiệt tình mà tư vấn. Thế nhưng mà cả hai ông nhiệt tình mà không biết nó cụ thể như thế nào thì thành hai ông phá hoại. Vâng, vì là vì em cũng cái nhà em thì em cũng mới sang ở, thành ra thành là cũng chưa có đo chính xác là được là xác định là cái giờ như này là... rất dễ thôi. Ngày anh liên hệ với các bạn trợ lý đi anh vào ấy, là bảo ngày mai bảo các bạn đo cho nhá. Bây giờ các bạn hôm nay là mình với các bạn, mình hôm nay làm việc với các bạn là cả một ngày rồi, nên là các bạn bây giờ chắc là hôm nay đang đuối hết rồi. Em cũng gửi cho các bạn này mà đưa em vào rồi, nhưng mà muốn là nhờ thầy là nhìn cái hình vẽ, thầy hỗ trợ giúp em là xem là cái bố trí phòng ốc như vậy có hợp lý không ạ? Vấn đề là thưa anh là không biết số lô độ đó là bao nhiêu thì đã lấy ví dụ cho anh rồi. Mà nếu mà đặt như thế này mà tôi tư vấn cho anh thì tôi đang là gì? Tôi hôm ngày hôm qua tôi lại chửi tôi là ngày hôm qua đấy. Bởi vì ngày hôm qua ta nói phong thủy là khoa học mà, nó phải đo có độ có hướng ấy. Thì ví dụ tôi nói ví dụ đơn giản thôi, tôi bảo cái vệ sinh của anh đặt vào đây, cái bếp đặt vào đây thì nó là gì? Đông Nam. Nhưng với hình này mà cái bếp đặt đây thì nó là Nam. Và hai vấn đề này nó khác nhau, nó là hai câu chuyện khác nhau, mặc dù nhà anh vẫn là hướng Tây Bắc.
Anh hiểu ý chưa? Vâng. Tức là không ai dám làm. Vậy thì chúng ta hoãn lại một chút, là ngày mai anh nhờ các bạn đo hướng. Vâng, vậy. Thế nên là tôi không khó khăn. Nhưng vấn đề là ta đang, hai ông này không biết gì, đang sắp trở thành kẻ phá hoại. Dạ, vậy vâng, vậy cảm ơn thầy. Có gì thì em nhờ các bạn ấy đo giúp hướng, là nhờ thầy hỗ trợ giúp. Rồi, dạ. Rồi, anh nhé. Vâng, em cảm ơn thầy. Dạ. Vâng, xin mời anh Trương Quốc Chiến ạ. Vâng ạ, em xin chào thầy ạ. Và anh gửi hình lên đi ạ. Vâng ạ, thầy chờ em chút ạ. Vâng, em gửi về thầy ạ. Đúng mùi. Tây Nam 205 độ. Hương mùi. Mặt tiền, mặt tiền nhà anh là 7 mét ạ. Mặt tiền 8 mét rồi ạ. 8 mét, chiều sâu là cách chia đôi 4 mét ạ. Rồi. Chiều sâu nó 11 mét ạ. Liệu cái vệ sinh nó vào Tây Bắc không nhỉ? 205 độ thì mới là mùi. Mùi sang kia là tuất. Tuất can hợi. Đúng vào Tây Bắc rồi. Anh ở đây lâu chưa? Em ở, em xây từ năm 2009. Ở cũng hơn chục năm rồi. Bây giờ là để kiểm tra test lại nhé. Vâng. Test lại xem là cái nhà vệ sinh này có phải vào Tây Bắc không. Thì anh nhớ lại xem cái năm 2019 anh có bị mất tiền không? Anh hay anh có bị làm sao? Không ạ. Không ạ. Thế thì nó không vào Tây Bắc, nó vào Tây. Nó không vào Tây được, nó gần như là nó vào Bắc ấy. Nó một nửa nó dính cả Tây Bắc và cả nó Bắc không... nữa. Cái vệ sinh ấy, cái nhà tắm thì nó chỉ làm nó kém đi thôi, nhưng cái vệ sinh ấy, thì nó có vào được đến Tây Bắc không? Nó cũng chạm một ít vào Tây Bắc ấy. Em chắc cũng không biết đo, nhưng mà em cũng khả năng em cũng nghi là như thế đấy. Mình đang nghi chỗ đó vì là nó không có lực cực thế này, mình đang nghi. Thế rồi cái thứ hai nữa là như thế này, nếu mà thế này thì nó cũng dễ xử lý thôi. Bây giờ như thế này nhá, là cái nhà tắm thì chắc chắn là vào Tây Bắc rồi. Vâng, nhà tắm chắc chắn rồi. Vâng, nhà tắm ta chắc chắn rồi. Thì cái nhà tắm nó vào thì tuy nhiên là nó có khí thủy nhưng nó lại không có khí uế, thì nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn, và bản chất cái nhà tắm thì nó thoáng, rộng như này nó thoáng. Ừ. Thế tuy nhiên bản chất nó nhẹ nhàng, nó không làm quá xấu nhưng nó cũng không thể làm cho tốt được. Nhá. Thế thì chỉ có bằng cách là gì? Cái chỗ đó phải để thoáng. Thì anh muốn cởi ra là cởi cho anh thôi. Nhá. Mà cởi cho anh thì anh giúp cho là anh sẽ phải đưa cái nhà tắm và nhà vệ sinh xuống cái chỗ sân rửa ấy. Vâng. Đấy. Hoặc là đổi ngược sang bên phía phòng ăn. Nó có hai giải pháp. Vâng. Một là sân rửa, hai là đảo ngược sang phòng ăn, nghĩa đảo phòng ăn vào chỗ đấy. Thì cái phòng ăn sang đấy thì nó rất là thoáng, thì nó làm cho cái cung Tây Bắc nó vượng lên. Như thế thì tốt nhất nhé. Thế còn nếu mà trong trường hợp như thế thì cái bếp anh đổi về chỗ sân rửa. Cái bếp đổi về chỗ sân rửa ấy. Vâng. Đấy, cả cái cụm bếp phải đổi về phía đấy để nó vào Bắc. Thế còn cái nhà tắm và vệ sinh thì đưa nó về Đông. Em đấy. Định chuyển nhà tắm với nhà vệ sinh xuống chỗ sân rửa, có được không thầy? Em chuyển xuống đấy cho nó gọn. Được. Tại vì được, để chuyển xuống vào đằng sau đấy thì nó sang cái phòng ăn kia thì nó lại xử lý nó khó. Anh chuyển đấy được. Vâng. Thế bếp để đấy có được không ạ? Không, cái bếp ở đây không được. Cái bếp anh sẽ phải chuyển lên chỗ cái phòng ăn đấy. Thì còn cái phòng ăn này về chỗ nhà tắm bây giờ. Vâng, vâng. Nhá. Vâng, vâng ạ. Sau đó này, cái chỗ bên chỗ cửa sổ phòng ngủ ấy, vâng, cách ra 1 mét anh xây cho một cái bể nước ở đó, để biết làm gì không?
Em cũng không rõ ạ. Để chị, để xử lý vợ không đàn áp mình. Có người cạnh không? Vâng, nhé. Vâng ạ. Nghĩa là ta làm tốt cho vợ thôi, chứ không nói thế bằng tiếng. Anh làm bậy. Vâng, vâng ạ.